Hyundai Tucson thế hệ mới giá từ 25.000 USD, chiếc SUV cỡ C nhiều lựa chọn phiên bản, từ động cơ đốt trong đến hybrid và bản hiệu suất cao N-Line. Tucson thế hệ mới chào thế giới vào giữa tháng 9 năm 2020 tại Hàn Quốc. 6 tháng sau xe ra mắt ở Mỹ, theo kế hoạch xe bán ra vào cuối tháng 3. Tucson nằm cùng phân khúc với Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan Rogue X-Trail, Toyota RAV4 và Mitsubishi Outlander. Bản tiêu chuẩn giá 25.000 USD, Tucson SE lắp đèn pha tự động, vành 17 inch, kính chắn gió nhiều lớp cách âm, nội thất cơ bản với hệ thống điều hòa, ghế nỉ, âm thanh 4 loa, màn hình giải trí 8 inch, kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto, khóa thông minh, tính năng an toàn như hỗ trợ tránh va chạm khi phát hiện có người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đi theo làn và cảnh báo có người phía sau. Bản SEL giá 26.500 USD. Ngoài trang bị như bản SE, xe bổ sung thêm đèn hậu LED, kính tối màu ghế sau, giá nóc, gương hậu có sửa tích hợp xi nhan, cabin dễ chịu hơn với hàng ghế trước có sửa, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hệ thống thông tin giải trí 8 inch kết hợp với BlueLink và Siri UXM, điều hòa 2 vùng, cửa gió ghế sau, thêm cổng USB. Tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ tránh va chạm trước, nâng cấp với phát hiện người đi bộ, người đi xe đạp. Ngoài ra, khách có thể tùy chọn thêm gói convenience giá 2.600 USD, gồm cửa sổ trời, mở cốp rảnh tay, vành 19 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, đèn trang trí nội thất, gương tự động làm mờ với Homelink, vô lăng bọc da, mở khóa thông minh. Gói SEL Premium giá 4.300 USD, tương tự gói convenience nhưng bổ sung ghế da có sưởi và làm mát ở ghế trước. Hệ thống âm thanh Bose, ngoại thất trang trí với vài chi tiết mạ chrome tối và đèn LED cao cấp. Tucson bản thể thao Airline giá từ 30.600 đến 32.000 USD. Ngoại thất thể thao hơn với bánh xe hợp kim 19 inch, ghế da, vải, âm thanh Bose 8 loa, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, vô lăng bọc da, sạc điện thoại không dây. Giá 34.700 USD cho bản Limited đi kèm với trang trí ngoại nội thất với nhiều chi tiết sơn bạc, mạ chrome và cột sau màu đen bóng. Ghế trước bọc da có sưởi và làm mát, chỉnh điện 8 hướng. Vô lăng và ghế sau có sưởi, nhận dạng giọng nói, màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch. Tính năng an toàn cao cấp như hỗ trợ người lái trên cao tốc, màn hình giám sát, màn hình điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ, cảnh báo khoảng cách đỗ xe trước, sau, kiểm soát hành trình thông minh kèm kiểm soát vào cua. Nhà sản xuất trang bị cho Tucson thế hệ mới động cơ tiêu chuẩn 2.5 i4 công suất 187 mã lực, mô men xoắn 241 Nm, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước, tùy chọn dẫn động 4 bánh với giá 1.400 USD. Tucson Hybrid giá từ 29.100 đến 37.400 USD, kèm hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ xăng 1.6 tăng áp, kèm gói pin lithium ion 1,49 kWh, một động cơ điện và hộp số tự động 8 cấp. Thiết lập này tạo ra công suất 227 mã lực, mô men xoắn 350 Nm. Dự kiến, Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021.